mâu. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1946, chị Maria Anna Huỳnh Thị Trung được chọn làm bề trên tiên khởi chính thức của hội dòng cho đến năm 1951. Theo bút ký của chị Maria Anna Chiêm kể lại, hồi đó, theo luật thì 40 tuổi mới được chọn làm bề trên, mà cả nhà chỉ có chị Agatha Trung được 40 tuổi thôi, phần đông đang nhỏ, nên chị Trung làm bề trên được 5 năm thôi. Lúc ấy theo luật, một trương là 6 năm. Quý chị trong ban điều hành của nhiệm kỳ này là chị Maria Joanna Hồ Thị Vững làm phó bề trên, chị Maria Benedetta Lê Thị Nhẫn, chị Maria Anna de Jesus và chị Maria Francisco Xavier Đoàn Thị Tề làm cố vấn, chị Maria Marcel làm thư ký và chị Maria Josephine Trần Thị Lự làm quản lý. Trong tâm tưởng của người đời, chức vụ luôn đi kèm quyền lực, bổng lộc và hưởng thụ. Tinh thần thế tục này có người trong chị em chúng ta ảnh hưởng không ít. Nếu chúng ta cứ để thuận theo bản năng tự nhiên của con người điều khiển, cũng chính tư tưởng đó tạo nên mưa gió của sự ghen ghét, tị hiềm trong hội dòng. Chúng ta hãy bình tâm trước Chúa, nhìn lại ơn gọi của mình. Hiện tại chúng ta có cảm thấy vui và hạnh phúc ngay tại nơi mình đang đứng không? Tạ ơn Chúa đã kêu gọi con và đặt để con trong cộng đoàn, trong hội dòng, trong chức vụ, hay chỉ là một nữ tu bình thường như bao chị em. Xin cho con luôn ý thức, ai muốn làm người lớn nhất thì phải là người phục vụ mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con, ai muốn làm đầu thì phải hầu thiên hạ. Xin cho chúng con luôn vui vẻ và bình an khi Chúa đặt con làm đầu bếp, làm vườn rau hay bất cứ việc gì. Xin cho con lấy tinh thần phục vụ theo gương Chúa để làm cho mọi người vui vẻ và bình an. Amen. Một tâm hồn trầm lắng biết nghe suy niệm lời Chúa say mê. Một tâm hồn yêu mến luôn tin tưởng vào mỗi trong cây, luôn phó thác trong đời khó nghèo, luôn vui sống thanh thoát nhẹ nhàng, ca ngợi Chúa ban muôn ơn. Nào ta vui vui đang gieo tin mừng, loan truyền ơn Chúa cho khắp muôn dân. Trái tim Chúa Giêsu.